Tối 9 tháng 2 nhằm 30 tháng Chạp âm lịch, tại Công viên Văn hóa Hội An, thành phố Hội An tổ chức các hoạt động đón giao thừa mừng năm mới Giáp Thìn 2024, thu hút đông đảo người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân, Thạch Thảo, các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản cùng nhiều nghệ sĩ của nhóm văn nghệ Hội An đã mang đến không khí rộn ràng, sôi động. Sau thời khắc giao thừa và nghi thức chào cờ, hát quốc ca, người dân và du khách được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới rực rỡ, đầy màu sắc. Tại chương trình nghệ thuật đón giao thừa Giáp Thìn, thành phố Hội An cũng tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải tại cuộc thi ảnh Nụ cười du lịch Hội An. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho công ty Takara Nhật Bản vì những đóng góp cho việc thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa Quảng Nam Hội An với các tổ chức địa phương của Nhật Bản. Đại diện công ty Takara cũng trao thư cảm ơn của thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố Hội An vì sự kết nối và hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua. Các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn Hội An 2024 và chương trình đón giao thừa được tổ chức nhằm tạo không khí vui Tết đón xuân, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách.